chế biến chim sẻ từ vịt chết. Bằng ngón nghề chế biến gian xảo, chỉ phút chốc các gian thương đã biến những chú vịt con chết thành món chim sẻ nướng. Những con chim sẻ rán vàng ươm có mùi thơm phức vốn được dân nhậu gọi tới cái tên chim sẻ đi nắng, giá từ 5.000 đến 20.000 đồng được bày bán công khai tại nhiều con phố ở thủ đô. Ít ai ngờ lại được chế biến từ vịt con chết. Theo đó, những con vịt con chết ngạt, vịt thải loại hoặc bị bệnh sẽ được gom lại, cắt mỏ, bỏ chân rồi hô biến thành chim sẻ. Mỗi ngày cơ sở này cung cấp ra thị trường hàng nghìn con vịt chết đội lớp chim sẻ. Những con vịt chết này được bán với giá rất rẻ, chỉ 5.000 đồng một con, loại bị bệnh nhưng chưa chết được, coi là hàng hảo hoạn, được bán với giá 7.000 đồng một con. Chứng kiến quá trình biến vịt chết thành chim sẻ, hẳn dân nhậu cũng phải rùng mình khiếp sợ. Để vịt chết trông bắt mắt và thơm ngon, sau khi nhập về, người bán hàng thường ngâm vịt chết với bột tạo màu, ướp gia vị và chảo qua hành khô để át đi vị tanh. Tuy vậy, món vịt con chết này vẫn được thực khách tiêu thụ mạnh với cái tên chim sẻ đi nắng.